Chưa hết, trời ơi. Tôi quyết định rủ đồng bọn của tôi lại. Wow, vô. Tôi có đồng bọn, tôi có giang hồ rồi. Nhưng đồng bọn của tôi vì quá ham tiền mà đã nhận tiền của con Linh Anh và đám túi bơm đâu. Quang, rồi, dây quốc phòng vô, em ơi, em còn muốn đóng cái vai của chị nữa không? Chị, sao không có khúc nào em được đánh nó chứ? À, được rồi, để chị dẫn chị với em đi đánh. Rồi, dẫn chị nó đi đánh đi, đừng để sau đó, tôi quyết định, người ta thường nói, mẹ nào mà không thương con, tôi quyết định mời mẹ của tôi lại. Tôi chết rồi. Sau đó, mẹ tôi đứng ra xử lý giùm tôi. Và con nhỏ kia cũng mời mẹ nó tới luôn. Mày ơi, hai bà mẹ quyết định cầu hôn nhau và quay trở về vì Cát Thi quá nghe lời chồng nên quyết định dạy dỗ đứa con mình thêm một lần nữa. Giây phút phỏng vấn quý vị, giây phút quảng cáo phỏng vấn, em còn muốn chị với ai của chị nữa không? Chị ơi, lần cuối chứ em đụng đánh đi chị. Lần cuối quyết định tôi bán hết gia sản của mình. Tôi mời mời ai? Mẹ tôi, bà nội tôi, dòng họ của tôi kéo đến hết. Mày chết mẹ mày phút này rồi. Tụi mày coi nè, quýnh con tao từ bây giờ. Dòng họ của tôi kéo đến quá nhiều rồi. Nhưng mà bên kia chỉ có một người dì của nó thôi. Hai bên mình thắng. Lần này con được quýnh rồi. Được quýnh rồi nè em. Tinh thần sung mãn lên, tinh thần sung mãn lên. Rồi tôi quyết định dòng họ của tôi quánh mẹ tôi thấy mẹ luôn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện rất là xúc động của Mỹ Lệ ạ. Và câu chuyện đến đây là xin được hết. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kêu cờ chị, kêu cờ. Và sau đây chúng ta sẽ được phép bắt đầu kêu cờ. Cô chị đây, cái tên chị đây, cái tên chị đây. Lắm lặng mà nghe tôi kêu cờ ra. Cái đó có mấy con cái gì đây à. Cô kế tiếp, cái số kế tiếp cái bà chị đây à. Ba chị đây à. Đồng rồng mà không lấy em lấy Đài Loan. Giờ thấy nhớ mẹ thương cha. Tiền đâu bà cũng chê. Ai về Việt Nam làm thằng đi kiếm bông hồng. Ăn bóc mà đu đủ. Đi cầu quạnh năm. Mẹ tôi chết em rồi. Ba bảy rồi. Ba mươi bảy. Là bắt ghé vợ hơn xin lô vào đường xe. Và mời mọi người tiến tới một tiếp theo. Một này là một vé đôi 30.000 ạ. Rồi quý vị ơi, dòng loại này, dòng loại tiếp theo này là 30.000 đồng. Và bây giờ xin mời mình đến anh giờ số ạ. Công loại này. Hợp tác quá. Sao có vụ gì? Tại vì chị biết sao không? Nhiều khi khán giả nghe không biết là câu chuyện vui hay câu chuyện buồn. Vậy hả? Là khán giả không có đẩy được khán giả có một chặp pháo tay lớn được không quý vị? Dạ rồi, được đó. Đó nè, vậy là khán giả bắt đầu nghe mình kể chuyện. Hơn đó. Chị hai người hồi nãy rồi đó. Ờ, đó. Rồi bây giờ những nhân vật để kể chuyện nè. Trời ơi. Người đầu tiên, người đẹp lệ râu. Nhân vật chính trong người thứ hai, người đẹp Linh Anh. Wow. Trời ơi, nhân vật. Người thứ ba, Đào. Trời ơi. Nhìn nó là biết Đào rồi. Người thứ tư, người đẹp Hồ Tiểu Nhi. Trời ơi. Bắt đầu câu chuyện. Nhưng mà chưa. Khoan, xích vô thì xíu. Nép vô. Chưa. Bây giờ cái bộ đồ này mặc đồ giống nhau quá. Thì
giống với Linh giống Anh. Giống với Linh Anh. Không được. Không được, người ta nhầm lẫn đó chị. Bây giờ sao, thay đồ đi. Thay đồ đi em. Vô thay đồ đi. Thay đồ. Vô thay đồ. Cái gì? Thay đồ. Rồi, bao, đảo lộn luôn. Trời ơi. Một, hai. Vi ơi, đừng làm gì bậy bạ trong chị nha em. Đừng, buông ra, buông ra. Xong đừng chưa vậy? Bậy bạ nha. Một, điểm nha, quý vị ơi, điểm nha, quý vị ơi. Một, hai, ba, khui. Chưa luôn hả? Ghê quá, ghê quá. Đổi đồ khác luôn, vô. Đừng làm gì trong chị nha Vi nha. Vi ơi, đừng làm gì Vi ơi. Trời ơi, mình đang làm Vi lúc độ đi em. Vi ơi, Vi đừng làm gì. 2 3 Cái gì vậy? Chưa luôn hả? Chưa xong. Chị ơi, 2 1 2 3 vô. Wow, wow. Trời ơi, ba sao mẹ mà ông vô đi vô mà đổi mày. Trời ơi, mẹ giải rồi, mẹ mua mấy cái áo lá mẹ không mặc vô. Trời ơi, trời ơi trời đất ai đồ cho kỳ cục vậy hả? Trời ơi ngày xưa tôi đẹp như Liên Anh vậy đó. Wow, đẹp như Liên Anh. Đúng rồi. Nhưng mà rất tiếc, một ngày nọ Liên Anh xuất hiện làm cho tôi rất là buồn. Wow. Vì người tình của tôi không còn thích tôi nữa mà trở qua thích Liên Anh. Wow. Người tình là Sanka. Thích Liên Anh. Tôi rất là tức. Tôi rất là tức, thành ra tôi quyết định tôi đánh con nhỏ đó. Đánh con nhỏ đó. Tôi đánh luôn. Chuẩn bị, Hồ Tiểu Vy hãy diễn vai của chị. Tôi bắt đầu, tôi đánh. Nhưng tôi chưa kịp đánh là con nhỏ đó đánh tôi trước. Nó đánh tôi xúc tóc, bù đầu bù cổ luôn. Trời ơi, ghê tàn nhẫn quá. Sau đó tôi quyết định tôi sẽ đổi tóc giả trên này. Và rồi, tôi đánh tiếp con nhỏ này. Rồi, rồi, đừng đánh, không đẹp con đừng đánh. Khoan, đến khi tôi gần đánh thì nó lại đá tôi. Tôi đau quá, tôi quyết định dùng hết sức bình sinh của mình để mà tiến đến gần hơn với bộ mặt con nhỏ này và chuẩn bị tát nó một cái. Nhưng tôi chưa kịp tát thì nó chụp tay tôi. Nó tát lại tôi. Tôi quá đau. Sao cái hướng nào nó cũng bị đánh đến vậy? Không, bây giờ nó được đánh rồi, bây giờ được. Em được đánh rồi chị. Được đánh. Tôi quyết định dùng. Rồi, người tiếp theo. Wow, một con số rất nhiều. Đơn xin được kiểm tra hai đáp án của hai vị chủ nhân. Dạ, có biết nhất. Gà bé áo trắng số 35. Người thứ hai số 31. Rồi em thì ăn con gấu. Cũng bao nhiêu ơi, anh thích em mặc áo vàng giống vậy nè. Áo vàng đẹp ghê trời. Cảm ơn. Ba cái chân trong lại đẹp tỉ bò, anh chồng lại cái chân này, chồng ra chồng lại hủ gì, tâm trí trên tay. Dạ, YouTube của hai này anh thấy rất là nhiều ủng hộ. 50.000 đồng nha quý vị. Cha mong quý vị nằm ở bên ngoài tiến thẳng cho số bên trong. Để xin qua chương trình của đánh của tôi 5 em trong buổi tối hôm nay. Dạ, những cái đẹp chúng em đang phục vụ cho quý vị. Mọi người trên đây thằng Khang em mà đẹp gái quá, em có bí quyết nào chia sẻ không? Không bao giờ bồi chồng để chung nhà, sẽ không bao giờ bồi chồng để cho quý vị nhàm chán đâu. Cho nên quý vị ngồi đó thì do nên nha, những cái điều chúng em sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin cũng như là những tấm vé đặc biệt hơn, những phần quà hấp dẫn hơn để làm hài lòng toàn thể quý vị nơi đây. Thì một quý vị đang đến đây thì quý vị được tiền rẻ cho 10.000, 20.000 đối với lại tụi em, coi như một kích lệ tinh thần dùng cho những tấm vé cuối cùng nha quý vị. Dạ đúng rồi, đúng quý vị. Thì phần quà ngày hôm nay luôn luôn rất là hấp dẫn, đang chào đón tất cả mọi người. Quý vị sẽ nhận quà rất là nhiều. Dễ thương lắm các bạn ơi. Gấu bao ra thì sẽ có thêm nhiều tặng phẩm tặng em, như là một phiếu voucher và giảm giá 50% đến từ hệ thống nha khoa Sài Gòn Tâm Đức. Đúng quý vị. Rồi ngoài đó thì quý vị còn nhận được một hộp mứt nho. Ngoài hộp mứt nho thì quý vị còn được tặng thêm một cặp nước ngọt dưa lơ ngày hôm nay nữa. Đó là quà Tết của các cô Thu Nam Tên thương tặng quý vị nào có mặt trong buổi đêm diễn. Và quý vị ơi, bây giờ thương thì thương cho chót, và gọt thì gọt cho chân. Bây giờ quý vị bỏ ra đến 10.000 đồng để thử dựng mai rượu của mình trong buổi tối hôm nay nha quý vị. Đó, quý vị bây giờ thì... Bây giờ quý vị đã có vé trên tay rồi. Mình kiểm tra lại số lưu số mờ thì quý vị cứ việc trao đổi lại tất cả các người đẹp trong cánh hát Lưu Tương Nam. Còn bây giờ quý vị đã có vé đầy đủ rồi. Hướng mắt về sân khấu, tập trung vào chương trình. Chuẩn bị, giờ số...